Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa Ngài đã ban trên đời sống của chúng ta. Nhất là tôi tin rằng những người chủ gia đình có mặt ở đây. Khi chúng ta bước đi với Chúa một giai đoạn dài, chúng ta đã thấy được Chúa thật là thành tín ở cùng chúng ta, ban phước trên đời sống của chúng ta. We praise God for a day such as this where we can remember back all that God has done to us, for us, and that we can see his fingerprints touching our lives in every way to know and prove to us his faithfulness and his goodness in our lives. Cảm ơn Chúa vì gần nửa thế kỷ tôi bước đi với Chúa thì thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta thật là tốt lành. And as for myself, as I walk into another decade walking with the Lord, I see that God is so good. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Chúa cứ đeo đuổi chúng ta. We praise God because his faithfulness chases after us. Phước của Chúa thì muốn đổ xuống trên chúng ta một cách lớn lao đến độ chúng ta không thể nào giữ riêng cho mình mà có thể tràn ra cho những người lân cận. And his blessing pours out upon us so much so that we can't contain it for just ourselves, but it pours over and flows into others that we can be a blessing to others. Nhất là chúng ta tạ ơn Chúa vì trong hơn 9 tháng qua Chúa cho chúng ta VBC Houston tại đây đã đầu tư cũng như đeo đuổi sự hiện diện của Chúa, sự phục hưng cho chúng ta và cho thành phố của chúng ta. And we praise God especially for the past 9 months as we've been chasing after the Lord, his revival, his touch, his presence, that he has revealed himself to us for not only us, our church, but for our city. Vì Chúa Ngài đang chuẩn bị để đổ ra một sự sức dầu tươi mới để giúp đỡ cho chúng ta xây dựng những đền thờ cho Chúa. Because God is about to pour out a new and fresh anointing to build up, mobilize temples for him. Có một sự sức dầu gọi là sự sức dầu của Siru, vua Siru. There is an anointing that we know of from the king called Cyrus. Chúa Ngài đã có những lời tiên tri về cuộc đời của ông 100 năm trước khi ông sanh ra. For God had prophetic words that spoke of his life 150 years before he was even born. Khi ông sanh ra thì ông không biết về những điều này. When Cyrus came into this world, he didn't know the things of the Lord. Cho đến khi có người cho ông thấy được những lời tiên tri mà rất giống với cuộc đời của ông. And it wasn't until somebody pointed out to him the prophetic words that had been written and spoken, and then he recognized, wow, this sounds a lot like my life. Và ông đã bước vào trong lời tiên tri này. And he stepped into that prophetic word. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng ông. And the Lord used him. Yểm trợ cho việc xây dựng lại đền thờ Jerusalem cũng như là hoàn trả lại những gì mà vua Nebuchadnezzar đã cướp đi và đem về giấu ở tại Babylon. And God used King Cyrus to be a part of rebuilding the temple of Jerusalem as well as bringing back the spoils that King Nebuchadnezzar had taken. Anh chị em, tôi tin rằng sự sức dầu của Siro đang chuẩn bị đổ ra trên hội thánh của Chúa. And my brothers and sisters, I'm here to tell you that I believe the anointing of King Cyrus is ready to be poured out upon our church. Tất cả những sự chuẩn bị để nhằm mục đích để chúng ta có thể tràn ra và làm nguồn phước cho cộng đồng, cho thành phố, cho quê hương, cho đất nước của chúng ta. All of this preparation that we're taking is also that we can be blessed and anointed to be a blessing, not only to our church, but to our city, to this nation, to our home country. Sự phục hưng bắt đầu với mỗi một chúng ta. Revival begins with each and every one of us. Nhất là bắt đầu với những người đàn ông có mặt ở tại đây. And it first starts especially for the men who are present here today. Những người cha, những người chủ gia đình là những người mà Chúa Ngài toan định để ban phước trên đời sống của các anh em, để anh em có thể hướng dẫn gia đình của mình rồi cùng nhau chúng ta ảnh hưởng xã hội, thành phố này cho Chúa. And I'm talking to you men who are the fathers of the house, the leaders, spiritual heads of the house, so that you can receive for your family, be blessed and then become a blessing. Sứ điệp buổi sáng hôm nay dành riêng cho quý ông. This message this morning is especially for you men. Và quý bà cũng có thể nghe. But ladies, you can listen too. Và quý vị có thể nghe để có thể yểm trợ cho quý ông ở trong hội thánh, những người cha, những người chủ gia đình ở trong hội thánh. And wives and children, as you can listen with the purpose of being taking a supportive role, especially in prayer for your father or for your husband. Buổi sáng hôm nay tôi xin mời hội thánh chúng ta cùng suy nghĩ về phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va hay là người tin kính Chúa. This morning, church, I invite you to join with me as we study a message called "Blessed is the man who fears the Lord." Ở trong Thi Thiên 112 là thi thiên mà chúng ta sẽ cùng suy nghĩ buổi sáng hôm nay. We're going to be opening up our Bibles to Psalm 112. Hallelujah, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Praise the Lord, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.
Con cháu người sẽ cường thịnh ở trên đất, dòng dõi người nghe thẳng sẽ được phước. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Của cải và giàu có đều ở trong nhà của người ấy và sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Wealth and riches are in their houses and their righteousness endures forever. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người nghe thẳng, tức là người hay làm ơn và có lòng thương xót và công chính. Even in darkness, light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn và điều hành mọi công việc trong sự chính trực. Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Người công chính sẽ chẳng hề bị rúng động, kỷ niệm của người ấy còn đến đời đời. Surely the righteous will never be shaken, they will be remembered forever. Người ấy sẽ không sợ cái tin dữ, lòng người ấy vững bền tin cậy Đức Giê-hô-va. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Lòng người ấy kiên định chẳng hề sợ hãi cho đến khi người ấy thấy các kẻ thù của mình bị đánh bại. Their hearts are secure. They will have no fear in the end. They will look in triumph on their foes. Người ấy rải tiền của bố thí cho người nghèo khổ. Sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Sự người ấy sẽ được ngước lên trong vinh quang. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. Kẻ ác thấy điều đó thì tức giận nghiến răng và bị diệt mất. Tham vọng của kẻ ác sẽ tiêu tan. The wicked will see and be vexed. They will gnash their teeth and waste away. The longings of the wicked will come to nothing. Anh xem phân đoạn kinh thánh này, thi thiên này dạy cho chúng ta, chỉ cho chúng ta những chìa khóa và bắt đầu bằng cái phước hạnh chúng ta thấy của hình ảnh đó là một cái người tin kính Chúa, một người kính sợ Chúa, cuộc đời của họ sẽ được phước như thế nào. My brothers and sisters, the psalmist here in 112 depicts for us what it is like for a life who fears the Lord and is generous of heart and is righteous, how they will be blessed and can be a blessing. Xin Chúa ngài cho để thi thiên này dựng nên một khải tượng ở trong tấm lòng của mỗi một người trong chúng ta. May this psalm raise up a vision in each and every one of our hearts. Nếu chúng ta không chấp nhận tình trạng hiện tại của mình. That is, if we don't accept our current circumstances. Đời sống của mình ở trong sự nghèo túng, that our lives are in lack, in poverty. Chúng ta không có gì để cho ra. There's nothing that we have to give out to others. Cuộc đời chúng ta là những ngày lầm lũi đi ở trong cuộc đời này trong sự đau khổ. So we keep walking in this life in fear and in pain. Gia đình con cháu của chúng ta thì không phải là cường thịnh trên đất nhưng mà là một cái gánh nặng cho xã hội. Our family, our children's children, we're not a blessing to the world. Instead, we are a crutch for them to carry. Nhưng mà anh chị em, nếu chúng ta không chấp nhận điều này nữa thì phải có một sự thay đổi. But my brothers and sisters, if you choose in this moment to not accept that any longer, you have to understand that a change must take place. Sự thay đổi bắt đầu từ mỗi chúng ta. And the change begins with each and every one of us. Thế giới ngày nay đang cần những người đàn ông, những người cha kính sợ Chúa. This world today needs men, fathers who fear and revere the Lord. Ở trong Ngôn chương 20 câu 6 nói rằng nhiều người tuyên bố rằng mình trung thành, nhưng ai tìm được một người trung tín? In Proverbs chapter 20 verse 6 it says, many claim to have unfailing love, but a faithful person who can find? Anh xem cái người trung tín, cái người bước đi trong một cái cuộc sống có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và biết rằng có một đôi mắt theo dõi cuộc đời của chúng ta. A life, my brothers and sisters, who is faithful to the Lord, knowing that His eyes are always looking upon us. Thì chúng ta sẽ bước đi một cách chính trực ở trước mặt Ngài. Then we'll walk in a righteousness with a standard of the Lord. Và Đức Chúa Trời có thể ban phước trên đời sống and của chúng ta. And God can bless that kind of life. Nếu có một thời kỳ mà cần một cái người đàn ông tin kính Chúa thì thời kỳ đó là ngày hôm nay. If there was ever a time where the world needed men who respected and feared the Lord, it is now. Cho nên quý ông, các anh em của tôi, những người đàn ông hôm nay, chúng ta cần một hồi chuông tỉnh thức chúng ta. My brothers and sisters, men in the house today, I'm here to tell you that there must be a spiritual awakening, a sound that will an alarm to raise us up and to wake us up. Thế giới chúng ta đang cần chúng ta hơn bao giờ hết. The world needs us now more than ever. Thế giới đang cần những người tin kính Chúa. The world needs people who fear the Lord and respect Him. Anh em của tôi, vợ của bạn cần một người chồng tin kính Chúa. My brothers, I'm here to tell you that your wives need somebody to lead them who fears and respects the Lord. Con cái của anh chị em, của các anh em cần những người cha tin kính Chúa. Your children need a father who reveres the Lord. Hội thánh của Chúa cần những người
Đàn ông tin kính Chúa. The church needs men who revere the Lord. Tại công ty, tại sở làm chúng ta cần những con người tin kính Chúa. Your business place, your workplace needs a man of the Lord who reveres the Almighty God. Cộng đồng của chúng ta, thành phố chúng ta cần những người tin kính Chúa sống và đi lại. Our community, our city needs men who will rise up to show that they revere the Lord in all that they do. Điều mà thế giới ngày hôm nay cần là những người đàn ông kính sợ Đức Chúa Trời. The thing that the world needs today. Are men who respect and fear the Lord. Tôi được thuyết phục một cách sâu xa rằng chúng ta là câu trả lời mà Đức Chúa Trời muốn ban cho thế giới và xã hội. And I'm here to tell you, my brothers, that God is using you to be the answer, the solution for the world today. Những con người tin kính Chúa chính là vũ khí của Đức Chúa Trời để thay đổi thế giới này. People who revere the Lord are the instruments that will change and transform this world. Gia đình của chúng ta cần những người lãnh đạo. Your family needs a spiritual leader. Những người lãnh đạo tin kính Chúa. A spiritual leader who reveres God. Để chúng ta sẽ hướng dẫn gia đình chúng ta. So that you can lead your family. Nếu gia đình chúng ta có thể đứng vững được thì bởi vì được hướng dẫn bởi những con người kính If your family is able to stand strong in the Lord and have a strong foundation in Christ, that is only if they are led by a spiritual leader who reveres the Lord. Bởi vì gia đình là nền tảng của xã hội. Because families are the foundation of society. Gia đình mà đổ nát thì xã hội cũng sẽ đổ nát theo. If families are broken, then society will break as well. Anh chị em, gia đình nương dựa nơi sự lãnh đạo của những người đàn ông, những người cha, những người chủ gia đình ở trong ơn của Chúa. There are families that need to lean upon the spiritual head, the father figure of the house, the fathers who will lead them. Là những người đàn ông làm trọn vai trò thiên chức mà Đức Chúa Trời ban. Men who will fulfill the role and responsibility that God has given them. Có như vậy gia đình của chúng ta mới có thể vững chắc được. It is only then that our family can be built on a firm foundation. Nhưng mà gia đình đổ nát thì đa phần là do những người đàn ông thất bại, không làm theo lời của Chúa và không hướng dẫn gia đình của mình. But when you see a family that is broken apart, the majority of the time or the reason is because there is no man there present to be the spiritual leader to guide the family in the ways of God. Trong lúc con cái đang cần sự có mặt của người cha để hướng dẫn, để huấn luyện, để dẫn dắt chúng. Whenever there are children who are in need of a father figure to lead them, thì chúng ta thấy có những người cha ngụp lặng ở trong cái chén rượu. Then we see that there's men out there who will be lost in their cup of wow. liquor. Và chúng ta thấy đời sống của những người đàn ông, chúng ta thấy rằng họ phá hoại chính mình làm sao để có thể xây dựng lên những người khác. And we look upon these men, how is it that they can lead their families if their own lives are destroyed by addiction and sin? Và khi chúng ta sống và cư xử một cách xấu thì xã hội cũng sẽ bị vạ lây. And when we live in a way where we treat others with evilness or unrighteousness, then society is affected. Nhưng mà khi người đàn ông cư xử cách kính sợ Chúa, xã hội sẽ vững vàng. But whenever men walk in a way that shows fear and respect of the Lord, then society benefits. Cảm ơn Chúa, tất cả của thi thiên này nói lên cho chúng ta thấy vai trò của người đàn ông. So we praise God because this psalm shows us and gives us a picture of the responsibilities of men. Chúng ta biết David, tác giả của thi thiên này, là một người rất là đàn ông. We know that David, who is the author of the psalm, was very manly. Người kính sợ Chúa không phải là những người yếu mềm, anh chị em. My brothers and sisters, I'm here to tell you that one who fears the Lord, a man who fears the Lord, is not weak. Xã hội cho chúng ta thấy một người đàn ông mà gọi là có nam tính là một người ăn bạo, chửi thề, sống một đời sống mà chúng ta thấy rằng không có những người xung quanh và không có một lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Unfortunately, in today's society, the way that society depicts a strong man is one who may curse, one who may be in with liquor, one who just leads by his own physical strength. Nhưng mà chúng ta biết rằng David là một người đàn ông rất là mạnh mẽ. Ông là người đã đánh hạ một tên khổng lồ ở trong sức mà Chúa Ngài đã ban cho. But we know that David was described as a strong man. Even the scriptures tell us that he was able to slay a giant. Ông là người đàn ông lo cho gia đình. He is a man who took care of his family. David là người có trách nhiệm rất David lớn. Had responsibilities, great ones. Ông được Chúa Ngài cất nhắc ông từ việc chăn chiên trở nên người chăn dân. David was one who God took from being a shepherd to one who would lead. Hay nói cách khác, ông là người rất là bận rộn. In other words, I'm trying to tell you that David was very busy. Nhưng mà David có một điều mà chúng ta cần học, đó là ông là người tin kính Chúa. But David has something that we all can learn from, and that is he revered the Lord. Đến độ Chúa nhìn và Chúa nói rằng đó là một con người có tấm lòng vừa lòng Chúa. The word of the Lord tells us God said that he is a man after my own heart. Trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, trung bình mỗi ngày có 300.000 người trở nên người cha lần đầu tiên. In today's world, every day there's about 300,000 men who become fathers. Và thường là chúng ta trở nên người cha mà không được huấn luyện gì cả. And usually these fathers become fathers with no training. Khi những người đàn ông là người tin kính Chúa, sống một cách công bình, kính sợ Chúa, thì chúng ta sẽ có được sự dẫn dắt từ nơi lời của Chúa
But as men of the, as men of the Lord, when you become a father, you have the Holy Spirit, the Word of God to lead you, to show you how you can be a good father. Thì chúng ta có thể thay đổi thế giới này. Then you can change the world. Amen. Amen. Thi Thiên 112 câu 1 nói. Psalm 112 verse 1 says. Hallelujah, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn của Ngài. Praise the Lord and blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands. Đây là chỗ bắt nguồn của nan đề của chúng ta. This is the source of the issue that we have today. Nhiều người không có lòng kính sợ Chúa. Many people do not revere God. Người không kính sợ Chúa có thể ăn dũng, có thể không chung thủy với vợ con của mình, vợ của mình. People who do not fear the Lord can have a little something on the side and be unfaithful to their wives. Bởi vì không kính sợ Chúa và nghĩ rằng không ai thấy điều mình làm. They think nobody can see what I'm doing. Không ai thấy mình lén lút, mình nhắn tin, mình liên lạc với ai đó không phải là vợ của mình. Nobody can see the texts that I'm sending out to another woman. Not even my wife will see. Đây là một điều mà chúng ta thấy rằng hết sức là quan trọng và đây là nan đề của thế giới chúng ta ngày hôm nay. My brothers and sisters, this is something very important. It's a big issue in our society today. Tôi biết có một người. I know one person. Trước đây là một người giữ phần vào trong việc truyền giáo cho người Việt Nam của chúng ta. Before he was involved in ministering to the Vietnamese people. Một ngày thì người vợ bắt gặp anh nhắn tin với một thiếu nữ ở tại Thái Lan. And one day his wife discovered on his phone that he was texting a young lady from Thailand. Mà khi vợ khám phá ra điều này thì đã có cái chuyện này xảy ra nhiều năm rồi. Then it was then revealed that this had been going on for years. Và cuối cùng thì and in the end, người đàn ông này đã chuyển hết tất cả tiền bạc mình có, tiền về hưu để lo cho vợ cho con của mình chuyển qua hết bên Thái Lan. In the end, this man took all of his finances, his retirement fund, checking savings, and he transferred it all to this young lady in Thailand. Và khi người vợ hỏi tại sao and when the wife asked, why is it that you're texting this young woman? Thì cơ hội đã đến. Then the opportunity came. Và đã đứng lên và nói rằng tôi sẽ rời khỏi gia đình này và tôi sẽ dọn đến Thái Lan và sống ở bên đó. That I'm going to leave this family and I'm going to go to Thailand to live with this lady. Các anh em thấy không? Do you see? Nó bắt đầu chỉ những lời nhắn tin, thấy dường như không có hại gì. It starts out with a simple text, as if nothing is really wrong when you send a text. Nhưng mà nó hại vô cùng. But it's very detrimental. Sẵn đây nếu có anh nào đang bị mắc bẫy này thì cho tôi vạch trần vấn đề để chúng ta có thể thấy được. And in this moment, if there's any brother in here who is having this particular issue, texting another woman who is not your wife. Người ta cho chúng ta biết rằng cái người thiếu nữ xinh đẹp mà nhắn tin kết bạn với chúng ta trên Facebook đó. I'm here to tell you that the young lady who's so beautiful who's messaging you via Facebook or iMessage. Họ là đàn ông. They're really a man. Và họ lấy cái nick đó, cái hình đó để. And what they do is they take a picture of a beautiful young woman. Đây là sự cám dỗ. And they scam you. It's just a temptation. Và đây là điều mà ma quỷ muốn sử dụng. And this is what the demons want to use. Phải có, trong số đó cũng có những thiếu nữ. Yes, okay. In some situation, there may be a young lady involved. Nhưng mà thật ra là nó đi theo cái túi tiền của chúng ta. They're going after your pocket full of money. Và đây là kế hoạch của ma quỷ để phá gia đình của chúng ta. And this is the plan of the enemy to destroy your family. Cho nên hãy cẩn trọng. So be careful. Quay trở lại kính sợ Đức Chúa Trời. Turn back from those ways. Biết rằng Ngài có thể thấy chúng ta bất cứ nơi nào. Know that God can see you wherever you are, no matter what you're doing. Luôn cả cái lúc mà chúng ta đang nhóm mà bỏ chạy ra ngoài để nhắn tin đó. Even when you're supposed to be in worship service, but you step out to send a quick text. Hay là trốn ở trong nhà của mình, đóng cửa lại. Or you're in your house and you close the door to your room. Một người kính sợ Chúa biết rằng. A person who fears the Lord knows. Không có bóng tối nào giấu chúng ta được khỏi mặt của Chúa. There's no darkness that will hide you from the view of the Lord. Khi chúng ta kính sợ Chúa, when we fear God, chúng ta sẽ không dám phạm tội. We will not be able to sin. We don't dare. Bởi vì chúng ta kính sợ Chúa. Because we revere the Lord. Bởi vì Chúa là đấng mà chúng ta yêu thương. Because God is the God who we love. Chúng ta không muốn làm đau lòng Ngài. We don't want to hurt him. Cho nên chúng ta kính sợ Chúa mà chúng ta không làm. So we revere him and we don't commit sin. Chúng ta không còn kính sợ Chúa, tức là bỏ chạy vì sợ Chúa nữa. We no longer fear the Lord and take off running. Not that kind of fear. That's not what I'm talking about. Kính sợ Chúa bởi vì chúng ta quý
yêu thương Ngài và chúng ta kính sợ Ngài. But I'm talking about a fear that comes with respect for the Almighty God. We fear Him because of His awesomeness, but also we respect Him because He first loved us. Bởi vì Chúa và chúng ta có một mối quan hệ. Because we have a relationship with our Father God. Cho nên chúng ta không còn xem Đức Chúa Trời như một ông trời ở xa nữa mà là đấng mà chúng ta kính sợ. We no longer look upon God as this God from very far, but we look upon God as a Father who is near to us. Cho nên khi một người thật sự kính sợ Chúa và ưa thích lời của Ngài, thì người đó đang trên con đường đi đến đời sống tin kính. And so I'm here to tell you that somebody who reveres the Lord, who loves the word of God and enjoys being in relationship praying with him, that life will be blessed. Đời sống của họ kinh nghiệm được những lời hứa của Chúa trong Thi Thiên 112 này. That kind of life will get to experience the blessings that are described here in Psalm 112. Đời sống đó sẽ sinh sản ra sự thành công. This life that I'm talking about, who reveres the Lord and loves the word of God, will bring about success, wealth and riches in their house. Đời sống đó sẽ sản sinh ra một gia đình đầy hạnh phúc. This kind of life will have children who are very blessed. Cho nên hãy xem với tôi những điều mà người kính sợ Chúa và ưa thích điều răn của Ngài được những điều gì? So let's look upon with me a person who loves the Lord, who loves His commands. What does that life look like? Lời hứa liên quan đến con cái của người. There's a promise that concerns His children. Trong câu số 2 nói. In verse 2 it says. Con cháu người sẽ cường thịnh ở trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Con cháu người sẽ cường thịnh ở trên đất. The children will be mighty in the land. Oh, phải là cái định của mỗi chúng ta. Isn't that the vision that each and every one of us have for our children? Chúng ta sống như thế nào? We live in a way để con cháu của chúng ta sẽ là những người cường thịnh ở trên đất này. Can be mighty on this land. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và chúng ta có thể biết một cách chắc chắn rằng việc đó sẽ xảy ra khi chúng ta hết lòng kính sợ Chúa và đi theo sự dẫn dắt của lời. And we can rest assured that this will take place for our children whenever we revere the Lord and follow His ways. Kinh Thánh cho chúng ta rất là nhiều cái gương của những người tin kính Chúa, thì Chúa Ngài đã ban phước trên gia đình của mình. The Bible gives us so many examples of people who have followed the Lord faithfully, respecting Him, fearing Him, and their lives being blessed. Nhưng mà những người không tin kính Chúa thì để lại cho con cháu của mình. We see that their children are left in demise. Luôn cả học theo gương của cha để bước đi khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời và thờ lại hình tượng. We see in scripture that even these children whose parents, whose father does not lead them in the ways of the Lord and be faithful to God, that even they inherit almost that example of being far from God, not having a relationship with God. Và đời sống trở nên gian ác và những con người không phải là phước cho thế giới. And their lives become one full of evil and they cannot be a blessing to those around them. Thứ nhì, chúng ta thấy có lời hứa liên quan đến tư chất của con người. The second thing that we can see is there's a promise concerning his character, a man of God. Câu 3 và câu 4. Let's look at verse 3 and 4. Của cải và giàu có đều ở trong nhà của người và sự công bình người còn đến đời đời. Wealth and riches are in their houses and their righteousness endures forever. Của cải và giàu có ở đâu anh chị em? Wealth and riches, where are they? What does the word say? Ở trong nhà của in người kính sợ Chúa. Of one who fears the Lord và yêu thích điều răn của Chúa. And loves his commands. Sự công bình của người thì còn lại cho đến đời đời. And his righteousness endures forever. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa xác nhận với chúng ta tại đây đó là sự cứu rỗi đến anh chị em, sự công bình của chúng ta còn đến đời đời với chúng ta kính sợ Chúa. We praise God because the affirmation that the Lord gives us in His Word that His salvation, His righteousness endures forever, as we see here. Và chúng ta cũng thấy rằng ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, người hay làm ơn và có lòng thương xót và là công bình. Verse 4, even in darkness, light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Trong nguyên tác cũng như là bên Kinh Thánh tiếng Anh thì nói rằng khi sự tối tăm bao quanh thì cái người nghe thẳng đó đang ở trong sự sáng. We see here in the word, it's a literal meaning that when darkness covers the earth, that light will shine upon those who are upright. Nghĩa là người này sẽ luôn luôn được sống ở trong ánh sáng của Chúa chiếu rọi và dẫn dắt đời sống. Person, this righteous person who loves God, the commands of God and fears Him will always have light, the light of God shining upon him. Bởi vì ánh sáng và vinh quang của Chúa cứ chiếu trên cuộc đời. Because the light of the Lord and the glory of the God is always upon him. Khen Chúa. Praise the Lord. Thứ ba, chúng ta thấy có lời hứa liên quan đến cách cư xử của người. Third, we see that there is a promise concerning this man's conduct. Phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét một cách chính trực. Let's look at verse 5. Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
Ở trong bản hiệu đính của chúng ta là phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn và điều hành mọi công việc trong sự chính trực. Whenever we look at the New Living Translation, it says good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly. Khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ có lòng rộng rãi và sẵn sàng cho mượn. Whenever we revere the Lord, we have a generous heart and we're able to give to others freely. Vậy Chúa bảo chúng ta là phước mà Chúa ngài ban chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Because the Lord tells us that the blessings that he gives us is so that we can help those around us who are in need. Và hôm nay chúng ta ném bánh trên mặt nước. And today we can throw our bread on the water. Thì ngày mai chúng ta sẽ ăn lại bánh đó. Then tomorrow we're going to be able to eat of that bread. Vì Đức Chúa Trời ngài sẽ ban phước trên đời sống của những người rời rộng ban cho. Because God will bless a life who is generous and gives freely. Ban cho không bao giờ mất nhưng mà chúng ta sẽ nhận lại được. When we give out, we're not losing something, we're going to receive it back in return. Khi chúng ta cho những người nghèo mượn là chúng ta cho Đức Chúa Trời vay mượn. Whenever we lend to the poor, we're actually lending unto the Lord. Và khi Chúa ngài trả lại thì ngài sẽ trả chúng ta cả lời lẫn vốn phần trăm. He pays us back in full and then some. Và khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ điều hành mọi công việc trong sự chính trực. And whenever we revere the Lord, we're going to commit all of our business affairs with righteousness and justice. Một cái công ty mà có một người giám đốc điều hành công việc một cách chính trực thì chính Đức Chúa Trời ngài sẽ ban phước trên công ty đó. When there's a business who the CEO or the head of the business leads conducts their business with justice and righteousness, God will surely bless it. Vì Đức Chúa Trời không thể ban phước trên sự gian dối. Because God will not bless those who lie, cheat and steal. Ngài cũng không thể nào ban phước trên những người possibly bless those gian ác được. Who are evil. Nhưng mà ngài ban phước trên những người kính sợ ngài và yêu thích điều răn của ngài. But he will bless those who fear him and love his commands. Amen. Amen. Và thứ tư chúng ta thấy có lời hứa liên quan đến sự tin chắc của người. And fourthly we see that there is a promise concerning a man's confidence. Chúng ta xem câu 6 cho đến câu số 8. Let's look at verse 6 through 8 of Psalm 112. Người cũng chẳng hề bị lay động, kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. Người không sợ cái tin hung, lòng người vững bền tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lòng người kiên định chẳng sợ chi, cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure. They will have no fear. In the end, they will look in triumph on their foes. Khi chúng ta bước đi trong sự kính sợ, whenever we walk in reverence of the Lord, chúng ta không thiếu cái sự bảo vệ và bình vực của Chúa. We do not lack the protection and the provision of the Lord. Cảm ơn Chúa vì đây là điều mà Chúa hứa và Ngài đã thực hiện. And we praise God because this is a promise of God that is fulfilled. Tôi kinh nghiệm điều này trong đời sống và tôi muốn xác nhận với các anh em rằng Chúa ngài là đấng binh vực chúng ta. I have experienced this in my own life and I'm here to tell you that God is the one who defends the ones he loves. Chúa ngài yểm trợ binh vực những người kính sợ ngài. God is our defender. He is our supporter. He is our provider for the ones who love and fear him. Khi chúng ta đi trong sự chính trực, chúng ta không bao giờ thua lỗ. Whenever we walk in righteousness, we will never be with lack. Ban đầu mới thấy thì chúng ta thấy dường như chúng ta bị lấn át. It seems like man, we've been cheated on or we've been taken over by evil. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đứng thấy hết. But the Lord, he sees all things. Ngài sẽ ban thưởng. He will bless you. He will reward you. Ngài binh vực và ban phước. He will defend you. He will bless you. Chính Ngài sẽ rót nước cho chúng ta. Will pour water for you to drink. Ngài chuẩn bị bàn chúng ta. He will prepare a table before for you before your enemies. Nên chúng ta tin chắc một điều rằng sẽ có một cái sự yểm trợ từ nơi Chúa khi chúng ta kính sợ. So we can believe with all of our heart that we will have the full support of God and His defense, His protection. Chúng ta có lời hứa liên quan đến lòng từ thiện của người. And the fifth thing is that there's going to be a promise concerning a man's charity. Trong câu số 9 cho chúng ta thấy. In verse 9 we see it clearly. Người giải tiền tài bố thí cho kẻ thiếu thốn, sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên một cách vinh hiển. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. Anh chị em, khi chúng ta rời rộng trong sự bố thí giúp đỡ cho người nghèo. My brothers and sisters, when we're generous to give gifts or provide the needs to the poor, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Chúa ngài sẽ làm cho chúng ta. We'll be able to experience what God wants us to have. Sừng của người sẽ được ngước lên một cách vinh hiển là như vậy. It says the horn will be lifted high in honor. Các anh em có bao giờ đọc những câu chuyện về những con người đã dâng hiến cũng như là ban cho tiền của rất nhiều để giúp đỡ cho người nghèo không? My brothers and sisters, have you ever read a testimony, watched a documentary, or read a biography about one who would give to the poor freely and generously? Thế giới nói về những The world talks of these people.
Tại sao? Why? Vì Đức Chúa đã ban phước. Because God blesses them. Và làm cho sừng của họ ngước lên. And causes their horns to be lifted high. Trong hình ảnh là họ sẽ được nhận biết về sự ban phước của Chúa ở trên đời sống của họ. And what that means is that the world will know of how God has blessed their lives. Bởi vì khi chúng ta cho ra, because when we give out to others, là chúng ta chuẩn bị chỗ để Đức Chúa Trời có thể rót vào và tài bồi vào cho chúng ta. We're preparing a place where God can pour back into us. Và cái phước hạnh phía sau của những điều đó. And the blessing behind all of it is, đó là nhiều người sẽ nói về cuộc đời của is chúng ta. Many will talk about your life. Cái này không phải tự làm nổi, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài cất nhắc chúng ta lên ở trong ơn của this ngài. Is not talking about making a name for yourself. No, this is talking about God lifting you up to have influence and honor. Thứ sáu, chúng ta thấy có lời hứa liên quan đến sự vững vàng của người. Number six, we see that there's a promise concerning a man's commendation. Người cũng chẳng hề bị lay động kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. We look in verse Psalm 112 verse 6. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được những điều này. May God help us to see these things. Để chúng ta bắt đầu đeo đuổi. So that we can chase after. Để chúng ta có thể kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. So that we can experience in our lives. Cho tôi hỏi có bao nhiêu anh em muốn trở nên người như vậy? Let me ask, how many men in here want to be like that? Cảm ơn Chúa. Tôi hy vọng nhiều tay hơn. Praise the Lord. I believe many hands are raised and many more will be raised. Và tôi tin rằng and women. Không ai trong chúng ta tại đây muốn đời sống của chúng ta vô phước, đời sống của chúng ta ở trong tâm tối, chúng ta gặp sự khó khăn, Đức Chúa Trời cũng không có ở đó để có thể giúp đỡ cho chúng ta. Surely, because there's nobody in this place who wants to live a life that is lacking, that is that doesn't have the presence of God, the power, the provision of God with them. Anh chị em trong cuộc đời chúng ta biết các tôn giáo khác và nhiều người họ đi tìm cái phước. You see, brothers and sisters, in other religions, people go and seek blessing. Ở đây thì Đức Chúa Trời cho chúng ta cái chìa khóa cũng như lời hứa của chính mình Ngài để chúng ta có thể được phước của Chúa, không phải chỉ trong một giai đoạn, nhưng mà phước trong mọi mặt của đời sống. But here in the word of God, God gives us the key to unlock the blessings that he wants to pour out upon our lives. We don't have to go out and seek it. We just simply have to live according to his word. Xin Chúa ngài cho để chúng ta nắm bắt điều này. So may God help us to grab hold of this. Để như Siro đã bước vào trong lời tiên tri mà đã nói về cuộc đời của ông. So just as King Cyrus stepped into the prophetic word that was spoken about his life. Như là lời tiên tri Chúa nói cho hội thánh của Chúa ta. As if as a prophetic word spoken for God's church. Là Chúa ngài sẽ đổ vinh quang của ngài trên chúng ta. God would pour out his glory upon his people. He would revive us. Rồi chúng ta sẽ đem sự phục hưng đến cho thành phố của chúng ta. And we're going to bring that revival to our cities. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Về lĩnh vực của gia đình thì đây là chìa khóa mà Chúa ngài muốn chúng ta. When we're talking about the family, this is the key that God wants us to understand. Cái chỗ bắt đầu là câu số 1. It begins with verse 1. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Blessed are those who fear the Lord. Hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Who find great delight in his commands. Xin Chúa ngài cho đến ngày hôm nay. So may God help us that today. Nếu chưa là bắt đầu thì hãy bắt đầu ngày hôm nay. If you haven't started yet, then brothers, start today. Nếu lòng kính sợ Chúa đã bị hao mòn trong cuộc đời anh em, hãy phục hồi lại trong ngày hôm nay. Who once feared the Lord has now fallen away. I say let it be restored today. Khi chúng ta mất lòng kính sợ Chúa, chúng ta đi vào chỗ chết. Whenever we lose reverence for the Lord, we are walking into death. Nhưng mà khi bước đi trong lòng kính sợ Chúa, but Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. In reverence to the Lord, we will walk in blessing of God. Cho nên hãy bắt đầu với câu số 1. So begin with verse 1. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Blessed are those who fear the Lord. Có bao nhiêu người tại đây có thể nói rằng tôi là người kính sợ Đức Giê-hô-va? How many people here can say I fear the Lord? Ôi, xin Chúa ngài ban ơn để số người này sẽ là tất cả trong những ngày sắp đến. May God bless all of us so that everybody here will be able to raise their hands in the days to come. Để không có ai trốn ở trong nhà thờ vì sống không kính sợ Đức Chúa Trời. So that nobody will hide within the four walls of the church to put on a face as if they fear the Lord but do not. Anh chị em có thể có biết là nhà thờ là cái chỗ mà nhiều người chui vào để trốn Đức Chúa Trời không? We know that the church can be a place where many go to hide from God. Mình đi nhà thờ. We go to church. Hát một vài bài thánh ca. Sing a few songs. Nghe một bài giảng. We hear a message, a sermon. Để chứng minh rằng tôi đã trả xong bổn phận của tôi với Đức Chúa Trời. That way in your heart you feel like I did what I was supposed to do for God. Rồi bây giờ xong rồi. Well, I'm done now. Tôi có thể ra về và tự do làm tất cả những gì tôi muốn. Do whatever I want. Live as I want. Đó là cái chỗ nguy hiểm. And that is dangerous. Và xin Chúa ngài cho để chúng ta sẽ là những người bắt đầu kính sợ Chúa trong cuộc đời của chúng ta. So may the Lord allow us all to be ones who fear the Lord. Kính sợ Chúa có nghĩa là chúng ta biết rằng ngài có mặt ở khắp mọi nơi. To fear the Lord is to know that he is everywhere. Không phải chỉ ở trong nhà thờ thôi. Not just at church. Nhưng mà tại nhà của chúng but ta. But at your house. Ngài cũng có mặt ở trong cái phòng mà chúng ta tắt cửa,
tắt đèn chúng ta làm cái gì bí mật ở trong đó, đó. He's even in that room where you shut the door, lock it and turn off the lights. Không có chỗ nào chúng ta có thể trốn được. There's no place that we can hide from the Lord. Chỉ có là hết lòng kính sợ Chúa để chúng ta sống một cách tự do trong sự hiện diện của Chúa. To have true freedom is to live in fear of the Lord. Nên có những người bị lấn tim là bởi vì trốn vợ trốn con để làm những việc mà chúng ta thấy rằng khi bị bắt gặp, khi đèn được bật lên thì họ là tim của họ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực của họ. I was like, rớt tim. That's like literally drop your heart, but I get it now. So men, you know, you have a heart attack, not literal, but maybe sometimes literal, or your heart drops whenever your wife comes into the room and turns on the light, or your children come and see what you're doing. Mm-hmm. Yeah. Đừng để tim của chúng ta bất thình lình nhảy lộn xộn như vậy nữa. Don't let your heart suddenly be surprised. Sống như thế nào để live in a manner that before God. Chúng ta không có gì để giấu. That we have nothing to hide. Ở trước mặt vợ con chúng ta cũng không có gì để giấu. That in front of your wife, in front of your children, there's nothing to hide. Vợ và con có thể là không có bên cạnh chúng ta luôn luôn. Your wife and your children may not be by your side every moment. Nhưng mà mắt của Đức Chúa nhìn thấy hết tất cả chúng ta. But the eyes of the Lord are always on you. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết điều này để chúng ta kính sợ Chúa. May God allow us to understand this so that we can fear Him, revere Him. Nhiều khi chúng ta bị ma quỷ nó dụ dỗ, nó sometimes the demons, they tempt us. They say a little something in our head. Chuyện này không ai biết. Nobody's going to know about this. Ông Mục Sư Khánh cũng đâu biết chuyện này đâu. Pastor Khan doesn't need to know. Tôi làm trong bí mật mà. I'm doing it in secret. Nobody will know. Tôi cũng làm điều này mà vợ con làm sao biết được? And when I do this, not even my wife or children will. Bởi vì tôi đã làm nhiều năm rồi, bây giờ là kinh nghiệm lắm. Because I've done it for so long, I'm very experienced. Đang ở trong cái sự kinh nghiệm, rất kinh nghiệm để giết cuộc đời của mình. And what I'm here to tell you is you are having a lot of experience on how to kill your own life, destroy it. Thì đến khi bị bắt gặp. And when you're found out, thì chúng ta thấy rằng đã quá trễ. Then it's too late. Hãy trở lại trong lòng kính sợ Chúa. So return to have a heart that fears the Lord. Và nhận biết cái sức ảnh hưởng của cuộc đời của chúng ta. And understand the great influence, the impact that you have as a man of God. Là chồng bạn có ảnh hưởng rất lớn trên vợ của mình. As a husband, you have great impact and influence over your wife. Sự an ninh hạnh phúc của vợ phần lớn tùy thuộc vào bạn. Happiness of your wife depends on you. Cho nên Kinh Thánh dạy đó là người chồng là đầu của vợ, khác nào Đấng Christ là đầu của hội thánh. The Bible teaches us that the man is the head of the house as Jesus Christ is head of the church. Nhưng mà nếu người chồng vắng mặt ở trong gia đình, but if the husband is not present in the family, nói là không phải là đi xa nhưng mà I'm not talking about physically có mặt present, nhưng mà không có mặt. I'm talking about being there but not really being there. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta là có mặt và chúng ta là đầu của gia đình, của vợ. Chúng ta là người cha có mặt ở trong đời sống của con cái của chúng God ta. God wants us to not only be physically present but spiritually present, emotionally present. There with your wife, with your children. Làm đầu tới đây không có nghĩa là một ông chủ. To be the head of the house doesn't mean to be an unrighteous boss. Cũng không có cái nghĩa là người cai trị vợ một cách độc tài. And not one who dictates over his wife. Nhưng mà làm đầu có nghĩa là người chịu trách nhiệm. But to be the head means to be the one responsible. Các anh em còn nhớ khi Chúa Ngài tìm Adam và Eva sau khi họ phạm tội. Do you remember in scripture when God was looking for Adam and Eve after they had eaten from the forbidden tree, the fruit? Chúng có hỏi Eva còn ở đâu? The Lord didn't ask Eve, where are you? Chúng hỏi ai? But who did he ask for? Chúng hỏi cái đầu. He asked for the head. Adam. Còn ở đâu? Where are you? Ông đang đứng kế bên vợ. He was standing next to his wife. Nghe điều ma quỷ qua con rắn cám dỗ vợ của mình. He heard the temptation of the demon, the devil through the snake, through his wife. Ông có mặt nhưng vắng mặt. He was present, but he wasn't present. Can I get an amen? Come on. Và Chúa khi Ngài đòi trách nhiệm, Ngài đòi trách nhiệm với cái đầu trước. And when God, when he was going to put that responsibility and have consequences, he did it upon the head of the house. Chúng ta chịu trách nhiệm về an ninh của vợ con. Men, we are responsible for the safety of our wives and children. Là người chu cấp cho gia đình. We are the providers of the family. Là người mang lại sự an ninh. We are people who bring about protection. Và thỏa lòng cho vợ con. And happiness, a fulfillment for our wives and children.
Vì Chúa dựng nên người đàn bà với khả năng để đáp ứng lại. Because women were created to respond. Khi bạn yêu vợ như đấng Christ yêu hội thánh, as Jesus Christ loves the church, thì vợ của bạn sẽ thấy an ninh. Then your wife will feel safe. Sẽ được thỏa nguyện. Will be happy, fulfilled. Và vui vẻ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có những người vợ chúng ta nhìn thấy họ vui lắm. We praise God because there's wives that we see that are very happy. Và chúng ta có thể tin chắc rằng một điều là người vợ này rất là bình an, được an ninh ở trong sự dẫn dắt của chồng. We know that these women are at peace. They feel protected and safe by their husbands. Nhưng mà chúng ta cũng thấy của những gương mặt của những người vợ. But we also see that there are wives. Mặt của họ đầy sự bất an. That their face is filled with concern and challenges and worry. Bởi vì sự vắng mặt của người đàn ông trong cuộc đời của họ. Because the lack of the presence of their husband. Phải không? Right. Người Pháp họ có cái câu nói này. The French have the saying. Am I going to have to translate from French? No. Okay. Từ lúc sanh ra cho đến lúc bạn 40 tuổi. From when you are born until you are 40 years of age. Vẻ đẹp của bạn đó là sự ban cho của cha mẹ. Comes from your parents. Nhưng mà từ 40 tuổi trở đi thì bạn còn đẹp hay không đó là do công việc của người chồng. But from 41 and on, if you're beautiful, it's because your husband takes care of you. Các anh nghe tôi điều này. My brothers, you have to listen to me. Khi Đức Chúa Trời Ngài giao cho Adam công việc để vung trồng khu vườn ở tại vùng Eden. When God gave Adam the responsibility to build the garden in the garden of Eden. Eden. Thì chúng ta thấy ở đây đó là trước khi Đức Chúa Trời cho người đàn ông này có vợ. That before God gave Adam a wife. Thì Chúa giao cho công việc để học, để vun xới, để vun trồng. God gave him the responsibility to learn how to plant, to nurture. Và cái chữ vun trồng này ở trong nguyên tác cũng như trong tiếng Anh. And this word cultivate. To cultivate in English means. Có nghĩa cái chữ đó là chữ husband. Means husband. Cho nên người chồng là cái người vun trồng. So, husbands, you are cultivators. Chúng ta trồng sao mà cái vườn của chúng ta nó đẹp đó. You have to plant your garden or cultivate your garden in a way that it becomes beautiful. Thì nó sẽ sanh bông trái. Then it will bear fruit. Nếu chúng ta không vun trồng cái vườn của mình đúng. If you do not cultivate your garden correctly. Thì cỏ dại và gai nó sẽ mọc lên ở tại chỗ đó. Weeds and thorns are going to come up. Cho nên cái người kính sợ Chúa đó, so the person, a man who reveres the Lord and loves the Lord's commands, gia đình của người đầy hạnh phúc, their family is blessed. Sanh sản ra từ trong mối liên hệ với Chúa đó mà con cái trở nên những người hùng mạnh ở trên đất này. With God, and then their children become mighty in the land. Amen. Amen. Hãy nhận biết cái sức ảnh hưởng của chúng ta. So understand the impact and influence that you have, men. Là cha chúng ta có ảnh hưởng rất lớn as trên fathers, con cái của chúng ta. You have a great impact upon your children. Thường chúng ta tức giận chúng ta mắng con là tao không biết mày học ở đâu. Sometimes when we're angry with our children, we scream and shout and even curse them, saying, "I don't know where you learned that from." Chúng ta biết chúng ta học đâu rồi phải không? We know where they learned it from. Từ nơi chúng ta. From us. Vì chúng ta là những cái tấm gương đi trước mặt Chúa ngày này qua ngày khác. That live in front of them day after day. Con cái học nơi cha mẹ. And the children, they learn from their fathers, from their mothers. Cho nên chúng ta cần nhận biết cái tầm ảnh hưởng của chúng ta trên con cái. So we have to understand the impact, the influence that we have upon our children. Tôi không có thời giờ để chia sẻ với anh em hết những cái tỷ lệ phần trăm của những đứa con ở trong một gia đình vắng bóng cha. I don't have the time to share with you the impact or the percentages of the depravity that happens with a father for children who are fatherless. Nhưng mà nếu có anh em nào muốn biết thêm điều này, gặp tôi sẽ here, chia sẻ cái thống kê này. Who wants to understand or know of these statistics, come meet with me afterwards. I'll share them with you. Nhưng mà ý chính của cái cuộc thăm dò này cũng như là cái kết quả này. But the main point of this is đó là những đứa con, những người con gái sanh ra và lớn lên trong một gia đình có một người cha vắng bóng. That girls, daughters who are born in a fatherless family thì chúng ta biết rằng lớn lên thì có thể là ngay từ cái tuổi thiếu niên đã có bầu. That as they grow up in this world, even in their youth, they can become pregnant out of wedlock. Và tỷ lệ phần trăm rất lớn trong công việc đó là có thể sinh con trong tuổi thiếu niên. And there's a high percentage that they will give birth to a child in their youth.
và lên đến 92% là có thể là đi đến chỗ ly dị bởi vì không có cha dẫn dắt và hướng dẫn mình ở trong And 92% of these girls, whenever they get married, they also end up in divorce because they have no father in their life to set an example and lead them. Và những người con trai lớn lên trong gia đình mà không có cái sự dẫn dắt có mặt của người cha trong đời sống của boys or the sons who are raised up in a family where the father is not present sẽ kinh nghiệm cái sự đổ vỡ của hôn nhân, brokenness in their own marriage when they get older. Và cái tỷ lệ phần trăm lên đến 300% cao hơn những người có cha ở trong nhà, đó là trở nên những người bị tù tội. And they are more likely, up to 300% more likely to have a broken family than those who grew up with a father. Và lên đến 70% là những người phải sống ở trong các nhà tù. And up to 70% of those boys end up in a prison or a jail sometime in their life. Rất là quan trọng để chúng ta thấy sự có mặt của chúng ta trong đời sống của con cái. It's very important for fathers to see how their presence, the impact they have in their children's lives. Không có một gia tài nào, không có một di sản nào lớn cho bằng chúng ta có thể để lại cho con cái chúng ta lớn cho bằng cái di sản của cuộc đời tin kính Chúa làm gương trước mặt. There is no greater inheritance, no material thing that you can give your child that is greater than to set an example, be an example of a life who reveres the Lord. Kinh Thánh chứa đầy những cái gương cho chúng ta thấy. Shares with us so many examples of this. Có những tấm gương của những con người cha tin kính Chúa. There's examples of men who revere the Lord. Thì đời sống của họ cứ And their lives are to always blessed. Chuyển đến cho con, and cho then cháu they transfer that blessing to their children and grandchildren. So that they will be blessed. Nhưng mà một số khác chúng ta thấy những người cha để lại gương xấu cho con cái where the father leaves a bad example. Thì con cái nó đi theo con đường của cha của mẹ nó. They walk according to their father and mother's journey. Và sống một cách gian ác trước mặt And they live an evil life before the Lord. Và nó ảnh hưởng trên cả quốc gia của họ. And it impacts their entire generations to come. Cho nên hỡi những người cha. So fathers here in this house. Nếu bạn thất bại trong việc sống đạo trong đời sống của mình. If you failed in your spiritual walk with the Lord. Đừng quên rằng chúng ta sẽ chuyển giao cái chu kỳ của sự thất bại đó cho con cháu. That you're going to transfer that inheritance of spiritual failure or lack of relationship with God to your children. Nhưng mà thánh Chúa có tin lành cho chúng But ta. But praise God, there is some good news for you. Bất cứ lúc nào chúng ta trở lại ăn năn và you are ready to repent and to depend on the Lord. Thì Chúa ngài có thể thay đổi đời sống chúng Then ta. Then God can transform your life. Và bởi huyết Đức Chúa Giêsu đã đổ. By the blood of Jesus Christ poured out for you. Ngài có thể bẻ gãy hậu quả của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Break the consequences of sin in your life. Để lại có một bắt đầu mới cho so dòng họ của chúng ta. So you have a new beginning for your children and their children. Amen. Amen. Xin Chúa ngài ban phước. So may God bless us. Để tất cả chúng ta đều sẽ nhận biết được điều này. So that all of us can become aware and understand. Sắp xếp lại đời sống của chúng ta. And we can rearrange our lives to be in alignment with God. Trong mối liên hệ với Chúa. In our relationship with Him. Trong mối liên hệ với gia đình. In our relationship with our family. Và trong mối liên hệ với chính mình. And in our relationship with ourselves. Để chúng ta sẽ là những người mạnh mẽ. So that we can be men who are strong in the Lord. Trong sự kính sợ Chúa. In reverence of Him. Yêu mến lời của Ngài. To love the Word of God. Và chúng ta có thể bắt đầu ngày hôm nay. And we can start today. Amen. Amen. Có thể bắt đầu rất là đơn giản. You can start very simply. Hình như ai chưa có Kinh Thánh, kiếm nguồn cuốn Kinh Thánh. That if you don't have a Bible, get a Bible. Vì chúng ta không thể yêu mến lời của Chúa nếu chúng ta không có lời của Chúa để đọc. Để biết thì làm sao chúng ta có thể yêu mến lời của Chúa được. Because there is no way that you can love and delight in the commands of God if you don't have his word to read and study. Mà khi có cuốn Kinh Thánh. And when you do have a Bible. Hãy sử dụng cuốn Kinh Thánh đó. Use it. Nhiều năm trước tôi nghe một câu nói này và tôi để luôn trong lòng. Many years ago I heard the saying and it's always stayed in my heart. Chỉ cho tôi cuốn Kinh Thánh của bạn, tôi sẽ nói cho bạn rõ về cuộc đời của bạn ra sao. Show me your Bible and I will tell you about your life. Nếu Kinh Thánh của bạn nó bị rách, nó bị sờn. If your Bible is worn out, kind of torn up. Thì đời sống của bạn là đời sống rất là lành lặn. Then your life is a life that is stable and strong and built on a firm foundation. Mà nếu cuốn Kinh Thánh của bạn là nó mới toanh như chưa bao giờ sử dụng. But if your Bible is brand spanking new like you don't ever open it. Thì cho tôi nói với bạn rằng. So let me tell you. Cuộc đời của bạn là một cuộc đời đang rất là rách nát. That your life is probably a life that is full of challenges. Phải không? Right? Thêm tí nữa cho tôi chạy trước ra ngoài trước để tôi chờ xem cuốn Kinh Thánh của các anh em nha. In a little bit, let me go out to the front of the line so that as you walk past me, I can take a look at your Bible.
Nếu khi chúng ta họp lại với nhau thì mấy ông nói chuyện chính trị, nói chuyện lớn không? Whenever we gather together, the men, we all sit around and we talk about politics, big and glorious things. Nói chuyện bắn phi thuyền đi ra ngoài. We talk about rockets going into space. Việc rất là đơn giản, bắt đầu bằng lòng kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thích điều răn của Ngài. But to become a man of God, it's very simple. You have a heart that fears the Lord and you take great delight in his commands. Nếu chúng ta muốn đầu tư mà đem lại lợi nhuận cao nhất. If you want to surrender to God and bring about the greatest investment. If you want to invest and bring about the greatest return, thì đừng có đặt tâm của mình vào thị trường chứng khoán Dow Jones. Don't put your faith or your belief in the Dow Jones in your time. Stocks. Đầu tư thì giờ cuộc đời của mình dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Put your time, put your energy in the word of God. Vì lời của Chúa tại đây hứa với chúng ta. Because the word of God promises this. Con cháu người ấy sẽ cường thịnh ở trên đất. That your children will be successful, they'll be mighty in this land. Dòng dõi của người nghe thẳng sẽ được phước. In the New Living Translation it says an entire generation of godly people will be blessed. Của cải và giàu có đều ở trong nhà của người ấy. They themselves will be wealthy. Và sự công chính của người ấy còn đến đời đời. And their good deeds will last forever. Khi chúng ta mới cưới vợ. Whenever you first bring home a wife. Mới tin Chúa. You just receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Chúng ta có thể bắt đầu một cách khiêm nhường, một cách nghèo, không có nhiều. Humbly, you don't have a lot. Nhưng sau khi chúng ta đi theo Chúa một thời gian. But after you walk with the Lord for a period of time. Thì tiền của nó phải ở trong nhà của chúng ta. Then there must be wealth in your house. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng đã hứa với chúng ta Because như vậy. God promises us this. Phải có sự khác biệt. There has to be a difference. Bắt đầu nó có thể là In nhỏ. In the beginning it could be small. Nhưng mà khi chúng ta đi với Chúa. But whenever you walk with the Lord. Có lòng kính sợ Chúa. And you have reverence for him. Yêu mến, you đi theo các điều răn của his Ngài. His commands, his words. Chúa hứa là Chúa Ngài sẽ làm chúng ta được thịnh vượng. Then God tells us that he's going to cause us to be prosperous, successful. Con cái của chúng ta là những Your người cường thịnh ở trên đất này. Will be mighty in the land. Amen. Amen. Và của cải ở trong nhà của chúng And ta. And there'll be wealth in your house. Tôi rất thích cái chữ đó là của cải và giàu có đều ở trong nhà của mình. I really like how the word of the Lord says it in NIV. Wealth and riches are in your house. Cái này có đang đúng với ai không? Does this speak to anybody here today? Xin Chúa nghe cho để chúng ta đeo đuổi phước hạnh này. May God help us to chase after his blessings. Sự phục hưng mà Chúa ngày This revival that God muốn xảy ra ở trên hội thánh và wants khắp người to happen upon his church and around the world. Nó bắt đầu với mỗi chúng ta. It begins with each and every one of us as individuals. Bắt đầu với từng người chủ gia đình của mình. It begins with the head of the house. Xin Chúa cho đây hôm nay chúng ta đáp lại sự kêu gọi của Chúa. So may God help us to respond to the Lord's calling today. Trong giờ chúng ta ngợi khen thờ phượng. In the time when we were praising and worshiping earlier. Tôi nghe tấm lòng của Đức Chúa Trời. I heard the heart of God. Tôi nghe muốn nghe từ nơi các anh em, những người đàn ông, những người cha, những người chủ gia đình. The voices of the men here this morning, the fathers, the leaders, the heads of the house. Chúng ta phải là những người làm chứng cho vợ con của mình. We have to be a people who will testify, will be a witness for our wives and our children. Để nói rằng Đức Chúa Trời thật là thành tín suốt cả cuộc đời của chúng ta. To say that truly God is faithful in our entire life. Chúa đã làm phần của Ngài. God did his part. Phần của chúng ta. And now our part. Chúng ta cũng phải hoàn tất. Is that we have to complete that. Chúa đang chờ chúng ta. God is waiting for us. Trên ngày hôm nay. So today. Chúng tôi muốn kêu gọi. I want to call. Những người đàn ông có mặt tại đây. All the men that are present here today. Là những người nắm bắt được khải tượng mà Thi Thiên 112 này đã lên tiếng. We're able to grab hold of this vision that Psalm 112 calls us to. Chúng ta thấy một bức ảnh tuyệt vời. We see a beautiful picture. Con cái chúng ta là những người hùng mạnh ở trên đất này. Are going to be mighty in the land. Gia đình của chúng ta Our hạnh phúc. Family is blessed. Chúa ngài ban phước để chúng ta thấy tiền của nó nằm ở trong nhà của and chúng ta. The Lord provides for us in a way where we see wealth and riches are in our house. Và phước hạnh của Chúa cứ tuôn đổ trong cuộc đời của chúng ta. God continue to be poured out upon us. Khi bóng tối đến, khi những sự khó khăn đến. That when darkness tries to encroach us or come upon us, chúng ta vẫn là những người đứng ở trong ánh sáng của Chúa. We are people who can stand in the light of the Lord. Chúng ta trở nên sự sáng của thế gian. That we can become the light to the world. Đức Chúa trời ngài ban phước trên đời sống chúng ta. Because God blesses our lives.
lives. Ngài đáp ứng lại những người kính sợ Ngài. To people who have reverence for him. Và hết lòng yêu mến lời của Chúa. With all their heart, delight in his commands. Anh em nắm bắt được khải tượng. So my brothers and sisters, if you can grab hold of this. Nhất là các anh có mặt ở đây, các em có mặt ở đây. Especially for the men that are here today. Hãy đến với Chúa. Come to the Lord. Và xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. And ask God to bless you. Xin Chúa Ngài chỉnh sửa tấm lòng của chúng ta. Ask God to realign your heart. Nếu trong những ngày qua tội lỗi đã bào mòn cái lòng kính sợ Chúa trong chúng ta. If in the recent days sins have worn away at your heart that once revered the Lord. Xin Chúa cho đến hôm nay. Then allow that today, this morning. Anh chị em để Chúa Ngài phục hưng, phục hồi tấm lòng của anh em. To restore, revive your spiritual heart. Đừng để năm tới. Don't wait until next year. Một thập niên tới. Another decade. Nếu Chúa chưa trở lại. Then if God has not returned. Nhìn lại cuộc đời của chúng ta. And you look upon your life. Chúng ta cũng vẫn thấy nó như cũ. And you see that it's still the same. Không có gì thay đổi. Then nothing's changed. Và cái giá mà chúng ta phải trả. And the price that you have to pay. Là con cái của chúng ta hư hỏng. With your children. Là những người không phải hùng mạnh trên đất nhưng mà là gánh nặng cho đất này. They will not be people who are mighty in the land. But they will become people who actually are a burden for the land. Chúa cho chúng ta chìa khóa để chúng ta có một God gives us the key to have a happy family, a prosperous một cuộc family. Đời đầy phước của Chúa. A life that is full of God's blessing. Để làm nguồn phước cho muôn người. To be a blessing. Amen. Amen. Nếu có những người quyết tâm như vậy. So if there are people here who have decided today. Chúng ta xếp lại những ưu tiên trong đời sống. To reprioritize their lives. Nhận vai trò và trách nhiệm của chúng ta. To accept the responsibility and the role that God has for you as men, leaders of the house. Chị hội thánh đã chuẩn bị. And the church has made preparations for you. Và được hướng dẫn để ban lãnh đạo đã chuẩn bị. And the leaders of the church are ready and prepared. Chúng tôi muốn gửi cho các anh em một chiếc áo. We want to give you a shirt. Và rằng sự phục hưng bắt đầu. And it says that revival begins. Mỗi chúng ta. With me. Có những ai muốn sự phục hưng bắt đầu trong cuộc đời của chúng ta? So who here wants revival to start with you? Thì tôi xin mời các anh em đó đứng lên trước đây. I want to invite you to come to the front, men of God. Because I want to pray for you. Và hội thánh sẽ gửi cho các anh em một chiếc áo. We'll be able to gift you a shirt. Chúng ta mặc và nhắc nhở chính mình. We have to wear it to remind ourselves. Đó là sự phục hưng bắt đầu. The revival starts with me. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm Praise ơn Chúa. The Lord. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.